Đó. Tiếp tục quay quy trình sản xuất ngói nóc để mà chia sẻ với các bạn nhé. Đó thì đây là trước mặt Thành, đây là anh thợ. Đó, anh thợ chuyên làm ngói nóc. Đó thì sau khi cắt và đưa lên khuôn rồi thì anh bắt đầu dùng cái bàn xoa. Đây. Bàn xoa nhúng vào một ít nước trong chậu đi kìa. Và đặt lên đây, bắt đầu xoa này. Đấy. Nói chung là làm ngói nóc là một cái công việc cầu kỳ, yêu cầu trình độ và tay nghề phải cao hơn gọi là ngói nhỏ, ngói phổ biến ấy. Ngói nóc được để lợp nóc mà, đó, xoa xoa ra như này này. Đó.